chào các bạn. Hôm nay là một ngày nắng ấm. Thì hôm nay trời lạnh, mùa đông đó thì trời nó rất là lạnh, nhưng mà hôm nay là trời ấm ấm lên rồi. Cho nên là bây giờ mình sẽ ra ngoài, mình quay cho các bạn xem cảnh mùa xuân đã bắt đầu sắp tới. Đó, thì bây giờ là hôm nay là ấm ấm lên thì anh xã mình sẽ ra dọn dẹp sân vườn. Thì tại vì sau một mùa đông á, thì mùa thu á, thì lá nó rụng đó các bạn. Thì bây giờ mùa đông thì bắt đầu cây cối nó rụng hết lá đi. Thì hôm nay anh xã mình trời ấm ấm lên cho nên là ra gom lá lại để đốt. Thì giờ mình chia sẻ cho các bạn xem cảnh anh xã và con trai mình dọn dẹp nhà cửa sau mùa đông như thế nào nha. Hai người đàn ông nhà mình đó. Các bạn thấy lá nó rụng nè, rụng đầy lên hết nè. Đây là những cái cây lá từ trên cây này nó rụng nè các bạn. Thì xung quanh nhà mình thì cây cối nhiều lắm, cho nên là mùa thu á thì nó vàng lá xong nó rụng xuống. Thì bây giờ á mùa đông thì lạnh quá không có làm, nhưng mà bây giờ nó ấm ấm lên rồi thì sẽ bắt đầu cào lá để đem đi đốt. Này là dọn dẹp nhà cửa. Hồi trước là đây là cái công việc của mình, mình hay phụ anh xã mình làm đó. Nhưng mà bây giờ có con trai thì để con trai sẽ phụ làm. Đây là công việc sau mùa thu và mùa đông thì sẽ dọn dẹp như vậy đó các bạn. Vì sau khi gom hết lá lại xong rồi đem ở đây, anh xã mình đang đốt nè các bạn. Đó, đang đốt nè. Đốt lá xong rồi mình lấy những cái tro của cái này nè, mình đem đi để mình trồng cây. Đó, rất là tốt các bạn. Đó, anh xã đang đốt. Mù mịt luôn. Thì các bạn thấy những cái cây này nè, đó nó trũi lá hết rồi nè. Đó là do mùa thu á, lá nó vàng xong cái bắt đầu mùa đông nó rụng đó. Đó, đây là khung cảnh xung quanh nhà mình. Mình đang đứng ngoài sau, mình quay cho cả nhà xem từ trên lầu mình đi xuống. Đây là cái sân sau nhà mình, bên hông chứ không phải là sân sau. Thì đây là trước đây xã mình để chiếc tàu á, mà bây giờ thì bán rồi, không có chơi cho nên là bán rồi. Đây là nhà hàng xóm, cây cối trụi lá hết. Thì hôm nay là nắng ấm lên và thời tiết hơi ấm ấm lên là bắt đầu là mùa xuân sắp tới rồi. Bây giờ bạn đang đốt nè. Bên này thì anh xã mình với con trai mình đang gom lá lại. Gom lá lại xong rồi đi đốt, dọn dẹp nhà cửa. Thì ở Mỹ đây là cuộc sống của những cái người mà sống ở những tiểu bang lạnh đó các bạn. Con trai đang làm gì á? Đang trốn. Đang trốn hả? Well, honey, oh yeah. Con dọn mấy cái lá đó đi. Cái cây của mommy nó mọc lên này kìa. Hồi trước là mình trồng cây á các bạn. Green onion. Yeah. Bây giờ đây cái vườn rau của mình hồi trước nè các bạn. Mình trồng cái luống rau ở đây nè. Đây, mùa đông thì chết rồi. Bây giờ chờ tới mùa hè thì mình sẽ gầy cái luống rau lại. Đó, anh xã sau khi gom lá rồi bắt đầu mới đổ vô đây thì đang đốt nè. Đốt đi chứ để nó tập trung hết. Đây là công việc anh xã. Bình thường thì những cái tháng mà không có lạnh đó thì những bạn cũng vẫn dọn dẹp. Nhưng mà qua mùa đông rồi thì lá nó rụng khắp nơi các bạn, thì mình phải gom lại hết. Đây là cái cảnh của mùa đông. Những người mà sống ở bên nước Mỹ mà có bốn mùa rõ rệt, xuân hạ thu đông đó, thì sẽ trải qua những cái thời tiết như vậy. Mùa hè thì nóng, rất là nóng. Mùa hè ở Atlanta này, ở Georgia này thì cũng rất là nóng các bạn. Nhiệt độ có ngày lên đến 100 độ F luôn đó, là cũng cỡ 30 mấy, gần 40 độ C ở Việt Nam mình đó. Rồi mùa đông, mùa thu á thì lá vàng rơi rất là đẹp. Đây là hai anh đang dọn dẹp. Con trai mình đang phụ anh xã hốt những cái lá thông. Cái đó là những cái lá thông ở trên cái cây thông này nè các bạn. Đó, nó rơi rụng xuống đó. Bây giờ mình sẽ gom để mình đốt ha, cho nó gọn. Đây là cái sân sau nhà mình. Thì mùa thu ở đây thì lá nó sẽ đổi màu rất là đẹp các bạn. Sau khi đổi màu sau tới mùa đông thì nó sẽ rụng hết xuống. Nó sẽ rụng hết xuống xong rồi giờ tới mùa xuân. Tới mùa xuân thì nó sẽ mọc trở lại.
Đây là cái cây lê nhà mình nè các bạn. Hai cây lê là anh xã mình đã cắt bớt cái ngọn á. Thì bây giờ nó đang đâm chồi, nó nảy những cái bông lên nè các bạn thấy không? Đó, những cái bông của cây lê nè, nó sắp sửa là mùa xuân cái bắt đầu nó nhảy bông lên. Rồi nó đậu trái, đó, rồi nó mọc lá ra. Đó, đây là cảnh sau khi mà mùa thu ha, rụng lá. Rồi tới mùa đông thì lạnh cho nên là chỉ ở trong nhà thôi. Thì bây giờ sắp sửa vào mùa xuân rồi. Thời tiết hôm nay ấm ấm thì anh xã sẽ ra để mà dọn dẹp. Đó, rồi sau khi mùa xuân á, thì bắt đầu là cây lá xung quanh tha hoa nó mở lên, hoa nở. Ở đây á, là cái tiểu bang ở bên mình á, có 4 mùa rõ rệt các bạn. Xuân hạ thu đông, 4 mùa rõ rệt. A lot of leaves, honey. Yeah, a lot of leaves. Quá trời lá luôn, lá cây quá xá cỡ luôn. Đó. Đốt không biết bao nhiêu xe mới hết. Mà ở đây các bạn biết, bên tiểu bang của mình á, mà muốn đốt lá cây như vậy á, không phải tự động mình mà đốt được nha. Mình phải lên mình xin phép, mình phải có giấy phép. Nếu mà có giấy phép đốt thì mình mới được đốt. Mà thông thường là họ sẽ cấm mấy tháng, những cái tháng hè, mùa hè mà trời nóng á, khô hạn, thì người ta sẽ không có giấy phép cho mình để đốt lá. Bởi vì họ sợ cháy nhà, cháy rừng. Ở Cali năm nào cũng bị cháy rừng đó. Thì trời nóng quá thì mình sẽ không có xin được cái giấy phép đốt. Nên là tranh thủ những cái lúc mà có được cái giấy phép đốt thì anh xã mình anh sẽ gom rác nè, lá cây nè, những cái cây cối nào mà anh đốt á thì anh sẽ đốt được. Đó. Hai người dọn dẹp vào bữa nay chủ nhật cuối tuần nghỉ, ở nhà dọn dẹp nhà cửa thôi các bạn. Thì năm nay mình đỡ là mình không có phải dọn dẹp, có con trai mình phụ. Chứ mọi năm thì mình sẽ xuống mình phụ anh xã mình. Năm nay có con rồi mommy đỡ. Năm nay có con rồi mommy đỡ. Thôi đi ngủ. Đi ngủ đi con. Đàn ông con trai cay cán. Đó, lá cây không đó. Nhớ mỗi năm, mấy năm trước lúc mà mình mới cưới về tới bây giờ là thường là mỗi năm là mình hay phụ anh xã mình làm những công việc này. Corona. Corona worm. Con lạnh hả mấy? Không, cái này nó ấm mà. Trời ơi, mami đứng đây mami còn nghe lạnh nè. Mặc dù là trời bữa nay hơi ấm ấm rồi đó, nhưng mà mình vẫn nghe lạnh. You see your pear tree blue? Yeah, I saw it. Yeah. Your other tree may had a maybe late, a little bit later. I think it's dry. No. We'll see. Có cái cây này, hai cái cây lê nhà mình này nó lên bông rồi, còn cái cây hồng á thì mình không thấy bông mà anh xã mình nói là sợ nó chết, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ trễ, nó sẽ có bông trễ thôi. Đó. Đây là xung quanh khung cảnh hàng xóm nhà mình đây các bạn. Kế bên mình là có hàng xóm đây ha. Ở đây thì đất rộng lắm các bạn, những cái khu xung quanh nhà mình các bạn nhìn thấy không, đất xung quanh rất là rộng nè. Mình có chỗ mình cây cối này kia, với lại khung cảnh nó rất là mát mẻ ha. Còn những cái khu nhà downtown hay là những cái khu nhà mà townhouse hay là những cái khu nhà mà gần sát sát á thì anh xã mình không có thích, tại vì hồi nào giờ quen ở đất rộng rãi như vậy rồi đó. Thì nó thoải mái hơn, nó không có đụng chạm lối xóm này kia nọ vậy đó. Cho nên là anh xã mình cũng thích ở những cái nơi mà nó hơi rộng chút xíu như vậy. Thì những bạn nào mà ở Mỹ á, thì nếu mà ở những cái tiểu bang giống như không có bốn mùa rõ rệt giống như ở Cali hay là ở Hawaii hay là những cái tiểu bang mà nắng ấm như Florida đó, thì có những cái giống như là cái thuận lợi về cái thời tiết là không có quá lạnh, nhưng mà nó không có được cái nét đẹp mà có bốn mùa rõ rệt giống như ở những cái tiểu bang mà có tuyết hay là có bốn mùa mà thay đổi giống như ở tiểu bang của Chi, hay là mình ở đây sau mà 5 năm mình ở đây rồi đó, mình rất là thích các bạn. Bởi vì cái thời tiết nó không có quá lạnh mà nó cũng không có quá nóng. Thật sự mà mình cảm thấy là 2-3 tháng hè thì nó cũng nóng đó, nhưng mà nó cũng không phải là quá nóng như là mà mình không chịu được. Mà có người nói là những cái tiểu bang khác còn nóng hơn, như ở Texas đó là nóng hơn nữa đó. Còn ở tiểu bang của mình là cũng không nóng lắm, chỉ khoảng 2-3 tháng thôi.
Còn mùa xuân rất là đẹp các bạn. Mùa xuân là 3-4 tháng luôn ha. Từ bắt đầu tới tháng 3, tháng 4 là hoa nó nở. Nở là các bạn thấy hả, tới tháng 5, tháng 6, tháng 7 luôn là hoa nở khắp nơi, đi đâu mình cũng thấy hoa, hoa đủ màu sắc hết đó. Cho nên mình rất là thích các bạn. Tới mùa thu thì cảnh lá vàng rất là đẹp luôn. Mình thích cái cảnh mùa thu lắm. Rồi tới mùa đông thì mình sợ mùa đông lắm. What honey? What? Yeah, you can see me, I know. Thì mùa đông là cái mùa mình sợ nhất, là nó hơi lạnh các bạn. Nhưng mà thật sự mà nói là nó lạnh, nhưng mà cũng không quá lạnh như những cái tiểu bang khác. Như mà chỉ có một vài người bạn ở những tiểu bang lạnh mà tuyết rơi dày đặc luôn đó, là mình nó không phải là lạnh như vậy. Nhưng mà mình rất là thích đi mỗi một mùa đông mà có tuyết đó các bạn. Thì bên tiểu bang của mình ở thì lâu lâu mới có được 1-2 lần tuyết rơi. Thì mỗi lần tuyết rơi á, thì những người dân sống ở tiểu bang Georgia, nơi mà chị ở đó, thì rất là háo hức và rất là vui. Giống như là lâu lâu mình được tận hưởng những cái nét đẹp của cái mùa đông mà tuyết rơi như vậy. Nó không quá nhiều các bạn, thỉnh thoảng thì chỉ rơi 1 ngày, 2 ngày thôi. Nhưng mà có năm có, năm không. Như năm nay thì có rơi một vài ngày, nhưng mà chỉ có một ngày thôi là hết rồi. Cho nên là đó là những cái nét đặc trưng ở nơi cái tiểu bang của mình sống ha. Cho nên là mình cảm thấy là thích cái tiểu bang này là như vậy. Tại vì mình có dịp mình đi chơi nhiều bang rồi các bạn, nhưng mà về cái cuộc sống mà để mà gọi là mình muốn để mình ở và mình tận hưởng cái cuộc sống, hay là mình làm việc, hay là chọn cái nơi mà mình sinh sống á, thì thật sự là khi chị đến tiểu bang Georgia thì chị cảm thấy là nó mình thích hơn. Vì vậy mà mình đã ở đây, có duyên là mình ở đây. Và sau vài năm ở đây thì mình tới bây giờ thì mình cũng chưa có cái suy nghĩ hay cái ý định là mình sẽ dọn đi tiểu bang nào khác để ở. Nhưng mà sau này thì không biết làm sao ha các bạn. Nhưng mà bây giờ thì mình vẫn còn thích tiểu bang này, vẫn còn thích cái khí hậu nè, thời tiết nè, rồi tất cả những cái giống như là cuộc sống ở tiểu bang Georgia thì mình vẫn còn đang thích các bạn. Có nhiều người nói là tiểu bang Georgia là giống như là Mỹ đen sống nhiều rồi không có phù hợp này kia nọ, nhưng mà chỉ thấy rằng cũng ở đâu thì nó cũng phải tùy theo, giống như là tùy theo thành phố, tùy theo khu vực. Có nhiều người thì nói là thích sống những cái khu vực mà có người Việt nhiều, nhưng mà chị thì thật sự mà chị sau khi mà chị sống ở đây vài năm rồi, mình chưa có dịp để sống trong cái cộng đồng người Việt nhiều. Nhưng mà mình tiếp xúc, mình đi làm việc và tiếp xúc với lại người Việt Nam nhiều, là những người bạn đồng nghiệp, và mình nghe nhiều người bạn kể về những cái cộng đồng người Việt hay là sống trong gần người Việt như thế nào đó, thì mình cảm nhận được rằng là mình lại thích sống ở những cái nơi giống như là không quá nhiều người Việt đó, thì mình sẽ thấy nhẹ nhàng cái đầu óc của mình hơn các bạn. Rồi thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn vài hình ảnh về một ngày cuối tuần cả nhà của mình đã làm gì. Thì có một vài video thực tế cuộc sống của mình cho mọi người xem chơi cho biết thôi ha. Bây giờ mình xin tạm dừng video ngày hôm nay ở đây và hẹn gặp lại các bạn vào video sau nha. Thì trước khi kết thúc video, mình cho các bạn xem anh xã mình đã dọn dẹp tới đâu rồi. Nãy giờ là dọn dẹp xong rồi. Bên kia rồi, bây giờ là tiếp bên này. Bên này là có cái luống cây của mình. Cái luống cây của mình đó, cái luống để mà mình trồng cây á, thì anh xã đang dọn dẹp nè. Cái chỗ đó là có mấy cây blueberry. Mỗi năm thì trồng blueberry thì có năm đầu thì có trái, năm vừa rồi cũng có trái. Bây giờ anh xã mình sẽ cào cái lá khô ra. The flower coming, honey. Cái cây hoa ly của mình đó các bạn, mình năm đầu tiên mình trồng, mà mình để trong nhà xong cái mình đem ra ngoài mình gieo lên á, mình trồng đại vậy đó, mà giờ năm nào mỗi năm nó cũng mọc lên đó. Các bạn thấy nó cắn cắn, nó nhú nhú lên nè, đó là cái cây hoa ly của mình á, rất là đẹp các bạn, hoa ly trắng. Ok, mình xin kết thúc video ngày hôm nay ở đây nha cả nhà. Xin hẹn gặp lại các bạn vào video sau, và mình sẽ đi vào trong đây. Mình đứng đây mình hơi lạnh. Cảm ơn cả nhà và hẹn gặp lại vào video sau. Bye.